Quý vị và các bạn nghĩ sao khi đến một nơi bán hàng không hề có người chủ hay người bán hàng? Khách hàng tự lựa chọn theo ý mình và tự trả tiền. Việc mua bán đều dựa vào sự trung thực của khách hàng và niềm tin của người bán hàng. Sự tồn tại của mô hình này đang chứng minh một điều rằng nếu đặt niềm tin vào người khác, bạn sẽ nhận lại những điều tuyệt vời không tưởng. Nằm ngay bên tuyến quốc lộ 14 đoạn qua xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, một gian hàng bán nông sản không bảng hiệu, không có người trông coi, giá bán mỗi loại nông sản được ghi sẵn, người mua tự cân và cũng tự bỏ tiền vào thùng để sẵn gần đó. Sự xuất hiện của gian hàng đã đem lại cảm giác ngỡ ngàng mà thích thú cho người dân trong khu vực. Tôi thấy cái việc này rất là lạ và cũng chưa từng thấy ở đâu. Và tôi thấy cái việc này rất là nó rất là tạo cái sự gần gũi giữa người mua và người bán. Ý tưởng và chủ của gian hàng không người bán này là chị Trà Thị Nhiều. Mô hình này chị học được qua một câu chuyện về tính tự giác và lòng tự trọng của người Nhật Bản. Để bán được hàng ở mức giá thấp và đồng giá cho bà con, chị Nhiều đã liên hệ một số vườn để được mua nông sản với giá gốc. Người dân mà người ta đến đây người ta mua hàng á, việc đầu tiên họ thấy rất là thân thiện. Việc thứ hai á, là cái trong lòng của mỗi người tốt á, người ta đến đây thì họ sẽ được thể hiện được cái tính tốt đó. Một khi mà người ta mua hàng sau đó rồi người ta lại bỏ tiền trong thùng thì họ cảm thấy trong lòng của họ rất là vui. Hay thích thì tới cái hàng này mua, thì vì những cái mặt hàng đây nó rất là phù hợp với người nông dân mình, nó giá nó phù hợp này. Rồi những cái mặt hàng này nó rất là mình thường xuyên sử dụng. Hơn một năm duy trì gian hàng với giá bán rẻ ngang giá vườn. Trung bình mỗi tháng, chị Nhiều bán được vài tấn nông sản các loại. Những mặt hàng giá trị tuy nhỏ nhưng thu lại được những điều lớn lao trong cuộc sống. Không chỉ là niềm vui và sự thích thú, mô hình bán hàng này đã trở thành hình ảnh của lòng tin, tinh thần tôn trọng lẫn nhau và gắn kết trong tình làng nghĩa xóm.